Hai chị em nằm với nhau đây này, nằm cùng hướng với nhau. Bây giờ thì em thì định một hướng, chị một hướng đây này. Trời ơi, em ngủ này, không muốn dậy luôn đấy chứ. Này, ngủ buổi trưa gì mà ngủ kinh thế hả con? Này, ban đêm thì thức khép ngà bầm, không muốn ngủ. Ban ngày thì ngủ quá, không muốn dậy luôn ấy. Dậy đi con. Còn đấy, chị đây, chị ngủ kìa. Hai chị em ngủ với nhau trong mẹ để đến mẹ ra ngoài mẹ mẹ lâu cũng chưa mà bây giờ vào đã thấy vẫn ngủ đã đời như này này. Ôi trời ơi, ngủ khua không còn dậy, ngủ như thế này đây. Dậy đi con ơi, dậy đi con ơi, dậy thôi em ơi, nào dậy nào. Đấy, ngủ kinh quá cơ, dậy mà không dậy à. Cái này mới gọi là siêu ngủ rồi chứ không phải là nhà nhà được hai đứa con này, hai đứa siêu ngủ luôn. Dậy đi con à. Nè, ê, dậy đi con ơi, con à. Wow, dậy nào, dậy ăn trưa đi con ơi. Ôi giời ơi, mà quần áo này, người này, trời ơi. Ngủ. Dậy đi con, dậy nhá, dậy 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 nào nhé. Dậy mẹ em ơi. Dậy nhá, dậy 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 mẹ. Dậy mẹ cho ăn chưa nào. Nên ngủ ngủ kinh quá thôi. Nhá. Nào. Ôi 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 ôi. Ôi dồi, vươn vai kìa. Ôi dồi. Em dậy đi, em dậy đi, em dậy đi xong rồi em dậy em chơi nhỉ.